Hello, sao bạn thực sự là rất là buồn khi mình pick S1 vị trí Violet rồi. Các bạn ở vị trí S45 lại pick Van Halen với cả Theo Lát, thực sự là rất là buồn. Cuối tuần rồi, cũng cuối mùa rồi, thành ra anh em chơi chứng thật chôn game rất là nhiều nha. Và các bạn đeo danh thì chớ pick đội hình này bởi vì nó rất là khó đánh luôn. Ok, rất may là Joker chắc chắn là phải lên bản số rồi. Có chạy đến quận này. Tiếp tục tách 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 ra bạn ơi. Đúng rồi. Có đấy mà mình đứng thẳng hàng thì có lẽ là bị choáng và không truy sát được Anete. Với cái bộ đỏ trong tay thì bắn sẽ làm chậm và gây sát chuẩn rất là tốn nha. Khi chơi vị tướng Valet thì nhiều anh em cảm thấy là vị tướng này khá yếu. Không phải là tướng yếu đâu các bạn ơi, mà do cái lối di chuyển của các bạn, cái phong cách đánh của các bạn chưa chuẩn khi các bạn chơi Valet. Vì vậy trong clip này mình sẽ trình bày các bạn về phong cách chơi chuẩn vị tướng Valet để các bạn chơi tốt vị tướng này hơn, đeo danh tốt hơn bằng một chùm xạ thủ một thời nha. Và hiện tại nó vẫn là một vị tướng xạ thủ đeo danh rất là tốt. Valet trong phiên bản này phong cách đánh thì các bạn sử dụng kỹ năng cuối nhiều hơn, kỹ năng 2 nhiều hơn. Các phiên bản trước thì chúng ta chơi Valet chỉ có mỗi phong cách lộn chiêu 1 và chiêu 2 chiêu cuối nhiều khi là anh em không cần phải dùng. Mà quan trọng trong phiên bản này là dùng chiêu 2 chiêu cuối rất nhiều, đặc biệt là chiêu cuối. Các bạn dùng để cấu trở máu, kết thúc tướng địch để farm rất tốt và các bạn nên dùng nhiều nha. Ok, đó là điểm dùng kỹ năng của Valet trong phiên bản 9.2.0. Thực ra vài video clip Valet mình làm nhiều rồi nhưng mà anh em vẫn thích mình làm nhiều hơn bởi vì số lượng fan của các bạn yêu thích vị tướng Valet này rất là nhiều nha. Ok, và đội hình team mình mặc dù là 3 xạ thủ nhưng mà lợi thế xạ thủ đó là ép trụ mà. Nên mình phải ép trụ rất là sớm. Đó, ép được cái trụ đường rồng rồi, mình tiếp tục về farm. Nói chung là lợi thế đang thuộc về team mình rất là nhiều khi mình có đến 3 mạng, một cái trụ và một con rồng. Sang đến vấn đề di chuyển Valet, nhiều anh em di chuyển Valet mình cảm thấy rất là vấn đề là đó là quá hổ báo, quá tự tin. Đấy, quá tự tin vào cái khả năng cơ động lướt của chiêu 1 để các bạn lao lên, lướt lao lên trong giao tranh. Và cần các bạn lướt lên giao tranh thôi thì các bạn cần phải hồi chiêu để quay trở về, nhưng mà các bạn chưa kịp hồi chiêu thì đã bị sốc đa mà lên bản đánh số mất rồi. Đó, nên các bạn di chuyển Valet nói chung là không quá hổ báo nhá. Mình phải nhìn vào cái thế trận và những vị tướng sát thủ team bạn đang ở đâu thì mình mới có thể lướt hổ báo được. Và lợi thế thuộc cho mình mới lướt lên hổ báo được. Còn không là các bạn cứ cấu gì ở chiêu 1 ném chiêu 2 rồi bắn chiêu cuối thôi. Đấy, cái kiểu này mình cứ bắn chiêu cuối thôi mình nuôi về. Không có lộn lên thì có chỉ có là sấp mặt thôi. Nhưng mà đây đây, ui wow. Thì bạn ở đằng sau rất nhiều nha. Thuyền vương chạy mất rồi nhưng mà wow, lại có bảo kê từ Anete. Hay quá, bắt được anh chàng A Thơ bảo lạc. Ôi thôi. Kinh quá anh em ơi, team bạn có Anete với cả Joker thủ trụ tốt. Nếu không là team mình trận đấu này ép trụ cũng được đấy, bởi vì có đến 3 xạ thủ mà. Còn vấn đề đó là trang bị bảng ngọc cho vị tướng Valet thì nhiều anh em vẫn quan tâm và vẫn chưa biết các bạn dùng như sao. Trang bị dùng bên dưới, bảng ngọc cho vị tướng Valet thì các bạn dùng như sau nhá. Ngọc đỏ là bảng ngọc 1.6% tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím mình sẽ ép ngọc là từ 5 đến 10 viên hút máu 1.6%, còn lại là 5 viên 1% tốc đánh, 1% tốc chạy. Ngọc lục thì chắc chắn là công một lý xuyên giáp rồi. Hiện tại mình vẫn đang chơi lick của bạn Linh thì do nó vẫn đang nhập bằng chiếc máy và đánh sắc của mình. Đó, nên vẫn chơi lick của bạn Linh. Hôm trước mình có làm video clip tặng Linh rồi. Hay quá, Theo Lát ăn được mạng quyền vương. Rất may trận đấu này anh em thì thấy là Theo Lát đánh tốt này. Van Halen thì rất tích cực chịu khó đi hỗ trợ đồng đội, đẩy trụ. Chứ nếu mà hai bạn này mà còn chôn nữa thì chôn theo kiểu là tranh nhau farm ở dưới rồi không đi hỗ trợ. Ở phết thì thực sự là có trời mới giành chiến thắng ở trận đấu này.
Uầy, chương 1, chương 2 của Ente rất là khó chịu luôn. Ở phía dưới thì thực sự là Batman bắt đẻ nó quá tốt đi anh em ơi. Ở khi các bạn cầm xạ thủ và trận đấu team bạn có Batman thì mình nghĩ là anh em không nên đi nẻ nha, bởi vì khi các bạn đi nẻ thì chắc chắn là các bạn chết. Rồi Ente liên tục làm choáng chuẩn xác. Em chủ đấy, bạn ơi, team bạn yếu máu hết rồi. Em chủ được. Ôi thôi, về. Dốc cơ ra kìa. Rồi, hay quá. Thôi xong rồi. Thế thôi. Thực sự mình cảm thấy cũng khá đen đủi khi mà khu mình ý xây dựng rất là nhiều đó. Hết nhà này xây đến nhà khác xây thôi. Nói chung là cứ đập đi xong lại xây xong đập xong lại xây, rất là nhiều cái thời gian rảnh rỗi. Ok, và này hổ báo, và chắc chắn hổ báo thì có nên thơ tôi chứ chạy làm sao được. Một điểm lưu ý dành cho các bạn mới chơi Valet là các bạn nên lợi dụng các bờ tường để lộn qua. Ở khi đó các bạn sẽ thả diều tướng địch tốt hơn và bắn được nhiều hơn. Ôi xong rồi, lại chết rồi, Tara ơi. Có mỗi anh chàng đỡ đòn thì mình lại còn thích hay đi nẻ hơi nhiều. Thực ra team bạn có đội hình khá đẹp anh em ơi. Có sát thủ, pháp sư, bảo kê có, xạ thủ có. Mà xạ thủ Joker là nó khắc tinh của những vị tướng như kiểu Vanessa cơ anh em ơi. Nếu mà để Joker áp sát thì thôi rồi. Nên mình đánh rất là giữ khoảng cách với Joker nha. Cứ dùng chiều 1, chiều cuối cống chảy từ xa thôi. Thôi xong, trời ơi, lại còn rời trận đấu ấy này. Khó thật đấy. Đúng là cuối tuần với cả cuối mùa. Các bạn không quan trọng việc leo danh nha. Nên anh em cuối mùa cũng không quan trọng việc leo danh. Các bạn chơi cho vui thôi. Ở cái bảng reset rank thì nó cũng reset như mọi mùa anh em ơi. Ở cao thủ thì về kim cương bạch kim. Đó, kim cương thì về bạch kim vàng. Cuối tuần rồi thì không có quà gì cho các bạn, thì cũng chúc các bạn một cuối tuần thật vui vẻ nha. Wow, quả đấy không 9 mạng, 9 mạng có mạng của Quyền Vương rồi. Mà Joker thì chạy được không? Có bộ đỏ là bắn rất sướng, thanh niên Joker tốc biến qua tường. Nhưng mà Alate không thể chạy được, và một con một mũi tên trúng hai con chim. Ôi tụi mẹ mày quá anh em ơi. Ở hồi chưa một được không là mình sắp mắt rồi. Ở khi các bạn đối mặt với Batman thì các bạn đứng hai người sát nhau hoặc ba người, thì cái chiêu một của Batman nó random mà tăng đam gấp đôi lên một vị trí, mà thành ra là nhiều khi là các bạn sẽ lé được cái sát thương gấp đôi của chiêu một, và một combo của Batman không giết được các bạn. Và Batman hết một combo rồi thì lại yếu, thành ra các bạn có thể tiêu diệt Batman rất là nhanh, bởi vì Batman là vị tướng sát thủ mà. Thank you.
Ở đây Batman này em ơi. Kinh quá à nha. Đợi tí để cho Batman lộ hình ra đã. Mình chưa xác định được Batman đang đâu. À, thanh niên về farm rồi. May quá. Còn mình có cái bùa quyền năng khắc ám cũng không sợ được lắm đâu. Vì Batman không thể sốc đam chết mình được. Và thanh niên đã bị mình cấu rỉa kìa. Rồi tuyệt vời. Ăn con tà thần xong rồi anh em ơi. Ok, và tấn công đường giữa khi team bạn tập trung ở đây rất là đông. Rồi 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 rồi, quyền vương chắc chết rồi. Tiếp tục đó là Arthur. Rồi tuyệt vời anh em ơi. Hai mạng và thả rồng ra rồi thì team bạn làm sao đỡ được đây. Ue Batman kìa, kìa. Tiếp tục một người thì cũng phải chết thôi. Ok, và có lẽ thì video clip của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Bởi vì với sự phá hủy của ba xạ thủ với con rồng Manhunter thì team bạn sẽ không thể chống chọi được. Và thậm chí là Joker chí mạng cái chết luôn. Đam quá to đi. Ok, đồ cuối mình phải nên kiếm Muramasa hoặc là Anh Furia tùy trận đấu nhá. À, và video của mình đến đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.